Tự nhiên chị bị mất cây viết mật thơm, em có thấy nó đâu không? Cây viết gì chị? Chị Hai nói chị Hai bị mất một cây viết mực, mày không nghe sao? Em không biết cây viết gì hết đó, chị để ở đâu mà mất vậy? Là cây viết có mùi thơm, lần trước ba đi công tác về mua cho chị Hai, chị Hai để trong hộp bàn, bây giờ tự nhiên nó mất tiêu. Vậy hả? Có khi nào chị để quên nó đâu không? Mày đừng có xạo, đừng làm vẻ vô tội. Hồi nãy chính mắt tao thấy mày đứng trước cửa phòng chị Hai. Giờ chị Hai kêu mất đồ, không phải mày lấy thì còn ai lấy nữa? Không phải, lúc đó là anh đang định nhờ chị Kha giải giùm mấy bài tập toán thôi à. Nhưng mà thấy chị đang bận nên là thôi không nhờ nữa. Mày nói láo. Thôi hai đứa đừng cãi nhau nữa, coi chừng nội nghe bây giờ. Mày khăng khăng nói không có lấy, vậy mày dám cho chị Hai vào xét không? Chị cứ vô xét, em không có lấy thì mắc mớ gì em phải sợ. Vậy để em tìm cho. Có phải cây viết này của chị không? Chị thấy chưa? Em nói rồi, em nghi đâu có sai. Chính nó lấy mà. Anh không có lấy. Tình yêu đâu phải hy sinh là sẽ giữ được một người mãi mãi. Càng không phải cô níu với hai bàn tay ai ở bên.